Em nên thanh lý cho các bác cái máy, không phải cái máy mà là cái dây, dây áp của máy rửa xe, dây máy áp rửa xe của hàng Mỹ các bác nhé. Cái này thì áp của nó thì được 2000 PSI, 2000 PSI này. Để nó ngang ngang mấy con máy rửa xe 2000 thôi nhé, 2000 PSI. Cái này thì dành cho máy rửa xe 1800 cũng được, cũng ok. Nhưng mà cái đầu này thì các bác mình về mình phải bấm lại cái đầu nhá. Mình bấm lại cái đầu, mình cắt cái đầu này đi, mình bấm cái đầu khác, bấm ống thủy lực. Cái đầu 1800 nó khác. Đấy, thì bác nào mình lấy cái con cái dây này, thì bác nào mình lấy thì 250.000 hôm nay em bao ship cho. Thì dây của nó là 2000 PSI. Nó dây dài khoảng tầm 8 hoặc lên 10 mét thì đó. Cái này em không có đo. Thì nó cỡ từ 8 mét trở lên. 89 mét thì đó. Cỡ 90 mét thì đó. Đấy, 250.000. 250.000 cho một cuộn dây. Bác nào mình lấy thì alo cho em. Bác nào mình lấy thì cứ báo em nhé. Nó cũng còn lại được mấy cuộn thôi. Có 250, hôm nay em bán 250 thôi. 250, bác nào chuyển khoản 250 thì em bao ship luôn cho. Có 250 một cuộn dây thôi. Đấy. Còn bác nào mình lấy cái cuộn dây 10 mét mà áp của nó là 3300 PSI này. Bác nào lấy thì một cuộn thì 300, một hai cuộn thì 500. Bao ship. 300 bao ship, hai cuộn thì 500.000, hai cuộn bao ship. Đấy, bác nào mình lấy một cuộn là 300, lấy hai cuộn thì là 500.000 hai cuộn. Bao ship hết nha. Đấy, bác nào mình đang cần cái dây thì alo em.